Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nghe các bạn. Ngày hôm nay mình nói về một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông cạnh là 6 cm. Thì ở đây các bạn cần nhớ hai công thức nền, được chưa? Cái công thức thứ nhất đó là chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Và các bạn nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu dài là mét thì rộng phải là mét, dài là cm, rộng phải là cm. Công thức thứ hai gọi là chu vi hình vuông thì bằng cạnh nhân 4 hoặc là 4 nhân cạnh đều được. 4 nhân cạnh cũng được nha các bạn, cũng được. Hoặc là cạnh nhân 4 thì các bạn chỉ cần thuộc cạnh nhân 4 thôi. Được chưa? Rồi, thì các bạn đọc đề lại lần nữa, nè. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một cái hình vuông. Vậy chu vi hình vuông thì mình lấy cạnh đây nhân 4 ra chu vi của hình vuông. Nhưng do chu vi của hình chữ nhật cũng bằng chu vi của hình vuông, vậy mình sẽ tính được chu vi hình chữ nhật cũng bằng chu vi hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cho 4 bằng bao nhiêu ạ? 24, đơn vị là cm. Và các bạn nhớ đáp số 24 cm. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.